Chào các bạn nha, chào cả nhà nha, đến với kênh Phúc Vlog nha. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là cầu Duy Tân nha các bạn. Đây là cầu Duy Tân của thành phố Long Xuyên, An Giang các bạn. Hôm nay mình review cây mai cho cả nhà xem nha. Nó bên kia là công viên. Bên kia là công viên, ta bán cũng mai nhiều lắm các bạn ơi. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cây mai cổ thụ. Đó. Nó nằm gần cầu Duy Tân, nằm phía bên bờ phường Mỹ Long. Nằm bên phía phường Mỹ Long nha các bạn. Cây mai có tuổi thọ hơn trăm năm nha các bạn. Rồi, mình giới thiệu sơ sơ đây nè. Đây là ghe cây kiển, nó ra chuẩn bị đem lên bán qua Tết đấy, ngoài đây đây rồi, ngược nắng này chắc khó thấy quá. Đây là mai nè, ba nhà nhỏ nè các bạn, ghe mai ở dưới sông đó, chuẩn bị đem lên bán Tết các bạn ơi. Mình review cái mai cho cả nhà xem nha. Đây, cây mai cổ thụ nè cả nhà ơi. Wow, quá to các bạn ơi, tàn hết sức hồn rồi. Cây mai cổ thụ hơn 100 năm rồi nha cả nhà, hơn 100 năm. Wow, quá lớn luôn rồi. Oh, hơn 100 năm tuổi, quá dữ rồi. Mình chút mình ra xa mình quay video mới lấy hết cây mai, đứng gần quá lấy không hết. Nó gốc đó cả nhà, đây nó gốc cổ thụ á, thì xung quanh là mấy cây nhỏ nhỏ à. Đó, đây là toàn mai đẹp luôn cả nhà ơi, quá mai rất đẹp, nổ ra búp búp rồi cả nhà ơi. Vừa Tết là vừa luôn rồi. Đó. Đây chợ hoa mai ở phường Mỹ Long nha cả nhà, ở phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang. Đó, dáng này mai này rất đẹp nè. Chợ cây kiển, mai cổ thụ nha cả nhà. Đây, ta xem chụp hình rất đông cả nhà ơi. Đây, cây này nhỏ hơn này cả nhà. Cây này là 750 triệu này cả nhà ơi. 750 triệu, dáng quá dữ rồi cả nhà ơi. Wow, đẹp quá cả nhà ơi, 750 triệu nha cả nhà. Wow, và cây nhỏ nè, chút xíu mình quay cây bự, chút xíu mình quay cây bự cho cả nhà coi. Nó cây nhỏ 750 triệu và cây này nha. Wow, bảy trăm năm mươi triệu cả nhà ơi, thấy chưa, cây mai cổ thụ này quay hết nè, hết tàn luôn á, hơn 100 năm tuổi nó. Wow, quá lớn rồi. Wow, quá lớn rồi cả nhà ơi. Đó, wow, đẹp quá.
đây để bà con chụp hình quá trời luôn, thấy cái mai đẹp rồi. Cổ thụ quá quá lớn luôn, giáp màn hình luôn, giáp điện thoại luôn. Đây mai cổ thụ 6 tỷ 8, số điện thoại này cả nhà. Đó ở thành phố Long Xuyên An Giang nha cả nhà, nó thành phố Long Xuyên An Giang có cây mai cổ thụ hơn 100 năm tuổi, hơn 100 năm nha cả nhà. Giá bán nha cả nhà 6 tỷ 8, số điện thoại nha cả nhà. Hai nhánh xòe ra nè. Wow. Nghe nói là cái mai ở Chợ Mới đang qua đó cả nhà ơi. Nghe anh này nói là đâu quê Chợ Mới rồi. Quá wow, quá lớn rồi. Bấm mày sao? Rồi rồi đi đây. Bấm đỡ ha. Rồi rồi bây giờ quý một vòng chỗ cầu Dĩ Tân cho cả nhà xem nha. Đây là đường Phạm Hồng Thái, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, An Giang cả nhà. Đó. Đây là bên góc đó là cái đình đó. Đó. Long Xuyên lên dốc cầu Dĩ Tân nè cả nhà ơi. Mai cổ thụ cả nhà ơi. Đó, mình review chợ mai cho cả nhà nha, thành phố Long Xuyên, An Giang. Mai đẹp đẹp không cả nhà ơi, quá cây nào cũng đẹp hết cả nhà ơi, bông ra quá đẹp rồi. Đó. Review cho cả nhà xem nha, cây mai 6 tỷ 8. Quá wow, quá dữ rồi cả nhà ơi, 6 tỷ 8. Ơi mình review tới đây mình xin kết thúc video cái đây nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Nhớ ủng hộ Phúc Vlog nha, đăng ký bấm vào cái chuông, subscribe kênh và like để ủng hộ tinh thần mình nha, để có động lực mình có video tiếp theo. Đó, chào cả nhà nha, chào các bạn nha. Đấy, mai cổ thụ nó hơn 100 năm tuổi ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, gần kế bên cầu Dĩ Tân. Nó wow. Thôi xin kết thúc video giới thiệu cho cả nhà xem gần xa biết nha, cây mai 6 tỷ 8. 6 tỷ 8 đồng Việt Nam á. Oh. Wow. Thôi xin kết thúc video ở đây cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Xin chào.